muốn chuột hả? Ồ, cá muốn chuột. Đêm nay là mình được bao nhiêu đây, hay là còn nữa không? Em mới đi vô làm mẫu rồi. Rồi mình làm như vậy là cuộc sống có gọi là cũng kiếm ăn được không chú? Có bữa hồi giờ á, từ lúc cưới tới bữa nay cũng như sinh hai đứa con mà chưa bao giờ vợ chồng đi du lịch là thứ là như thế nào đâu bà con. Không biết du lịch là thứ gì luôn hết. Sáng đầy thì cũng gọi là ăn ké cái chuyến hành trình này. Hồi giờ bên ăn món này chưa? Chưa. Thật sự là nhỏ lớn cả gia đình mình bây giờ ăn món này gọi là thấy nó hấp dẫn nhất luôn á. Nếu quý vị muốn mua các loại hải sản tươi khô được đánh bắt trực tiếp từ ngư dân như mực khô, cá khô, vui lòng liên hệ số điện thoại Zalo Cuộc Sống Ven Biển vì niềm tin và sức khỏe của bạn. Dạ chào bà con, thì hiện giờ thì em đang ở trên đường quốc lộ 1A. Thì em đang chờ đợi những người rất là quan trọng của em để em đón nè. Họ cũng từ Vũng Tàu đi ra luôn bà con ạ. À. Rồi đúng rồi, đúng rồi, đây. Tới rồi, tới rồi, 10 sọc tới rồi. Đây anh ơi. Chỗ đây là chỗ nào anh? Nhà máy sản đúng không? Dạ, bởi vì em đâu có biết chỗ đây chỗ nào đâu, bây giờ tìm ai hỏi cũng không biết luôn. Dạ, ngã ba nhà máy sản á. Em đâu có biết nhà máy sản gì đâu. Bà con có đi xe thì hãy đi xe 10 sập nha bà con. Ừ. Rồi, tới đây ba. Đi quay phim rồi. Dẫn con đi du lịch luôn. Hơi bị lạnh luôn. Hơi bị lạnh luôn hả? Hơi bị lạnh, nằm có chị sữa luôn luôn. Dạ, rồi, cảm ơn anh luôn nha. Rồi, lấy dép cho con. Ngã ba nhà máy sạn, vậy là mình biết rồi. Ừ, rồi, xuống, chuẩn bị. Xin chào con gái của bố. Gái của bố nhớ bố, đi quầy nhớ bố quá. Bây giờ bố phải dẫn rồi đây để đi du lịch luôn này. Chào mừng gia đình mình tới với thành phố biển Nha Trang nha. Chào bà con đến với kênh Cuộc Sống Ven Biển. Và giờ này là khoảng hơn 5 giờ sáng. Thì bình minh đã lên. Thì hôm nay mình sẽ cùng với bà con và có cả gia đình mình luôn trải nghiệm làng chài Bãi Tiên nha bà con. Nằm trên đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang. Là đây là một làng chài nằm gọi là cũng như là sát biên thành phố, gọi là cuối cùng về phía Bắc của thành phố Nha Trang. Ở thành phố Nha Trang thì những tòa nhà kia bà con này. Đó. Còn làng chài đây là nằm gọi là cái rìa cuối luôn. Đó. Đây là một làng chài mà có thể là bà con tới là hơi sớm xíu để ngắm bình minh rất đẹp nha. Mình thấy có những chiếc thúng chèo vô, không biết có gì hải sản không. Trong giữa lòng thành phố phồn hoa đô thị thì có một nơi rất gọi là còn hoang sơ. Khi đến đây thì làm cho người sẽ thấy nhẹ nhàng hơn với khung cảnh như thế này nha bà con.
Ôi xem chú. Ôi. Dạ bên này làm khá không chú? Dạ con đi quay phim nè. Để đi câu ạ. Dạ. Đi từ lúc mấy giờ hả chú? Chiều. Dạ. Chiều đi sớm vô. Chiều đi sáng vô luôn hả? Lá này bà con ơi. Chú đi chứ ghe lớn ở ngoài kia rồi đi chứ không nhỏ vô à chú hả? Dạ. Vì đó chích nít á. Dạ, chứ còn nhiều mấy anh mấy chú người dân chưa vô không? Có, chưa. Vẫn chưa vô còn nhiều lắm hả chú hả? Dạ dạ. Phải khéo gì vậy? Đây, lá này bà con ơi. Mới giờ câu đêm luôn nha, nó còn nhái rồi. Mới câu nhái không? Dạ, yeah. nhái luôn. Má nhái luôn. Yeah. Đây mình lựa con to con nhỏ ra. Hai loại căng chứ, hai loại. Rồi bên đây thì tính lên cho bẻ đúng rồi, đây tính bẻ 2, ở đây bẻ 8. Đó là lễ hen. Lễ á. Lớn nè. Đây mình lớn cái gì bẻ 8 sẽ mua cái 2. Cái nào của đáng là cái này tính thêm mày bé hai mà còn không hả? Không, cái này còn đây bé tám, cái này không lớn quá. Tao bảo cho bé con đi nữa đây. Buôn bán vui vậy. Để nên phải tính ra tay lên đúng rồi, cái nào cũng đem lấy, không phải kiếp người ta cũng tợ ký tám bé tám đúng trái xịu gì mà làm gỗ bây giờ cha người ta lạc nước non cái gì đâu mới làm gì bé căng với cháu gì rồi. Căng phải dư cũng được. 380 ngàn ký. Hai cái rưỡi đi. Hai cái sáu chai cái rưỡi. Cho hai rưỡi. Hai cái rưỡi. 32. 320 ký cho bác. 320 ký. Dạ 32 một lạng á. Dạ. Bắt đi lại từ tấm cho. 64 để xem thử chú đi tối giờ được bao nhiêu tiền nha bà con. Cái ký lụm cho ông đang ký. Nhân 608 nhớ 608 nè. 608 với lại 800. 608 với lại 800. 1 triệu tư 80. Triệu tư 80. Dạ. Bữa nay chú làm được 1 triệu tư 80 chú à. Như vậy là khá không chú hay là bình thường? Dạ khá đó, đứng nhất à. Dạ đứng nhất luôn hả chú? Mấy hứa trước mấy trăm luôn à. Dạ vậy cũng mừng ha. Dạ dạ. Triệu tư 80. Dạ rồi thì mình sẽ cùng bà con sẽ đi trải nghiệm một chiếc thuyền thống hoặc một chiếc ghe nào khác. Mình nghe ở chỗ đây toàn là những loại hải sản cao cấp, chẳng hạn như là bầu ngư rồi con nhum, nhưng mà hiện giờ thì mình chưa thấy. Có cô đây thì đang bán những con ghẹ này, cho quay mấy con ghẹ rồi chứ cô. Dạ quay làm YouTube á. Chưa nói. Đó hai cô nói thôi. Đây. Nhỏ chưa nói. Phải có ghẻ đây. Giờ bán một bên được đúng không? Mấy bên bà ốc giấy này. Gái đã 37 tự nhiên bên bán rồi. Đây là con cua cúm núm này. Ô có 21 ống đã chưa? Hai. Ủa. À, hai rưỡi con hai bê. Hai bê được rồi. Bê cho mai rồi lên chưa bé chưa chắc bén nổi rồi em. Muốn cắn luôn. Cắn gì ạ? À? Hai cái bê dưới đây nửa ký. Mấy con mực muốn cắn luôn rồi. Hai cái bê dưới nửa ký. Quá đẹp. Và bê cái bảy. Có hai cái bảy. Cái đây tính là bấm tiền tính ra. Ở bên kia có một ngàn nữa. Con mực ngàn cho mấy xong bén cái bảy. Con tính lại có 15 đó. Nhỏ nhỏ không bén cho anh tẹp. Nhỏ nhỏ tự. Mèo 200. Mực câu nó kéo một lặng. Mực nang đây cũng câu luôn. Mực nang câu mà. Dạ. Dạ đi bộ đem vô được bao nhiêu đây luôn á cô? 65 rồi. Ký 6. Ký rưỡi à? Ký rưỡi 300 mấy chạy chạy mẹ này. Ký 6 yếu á. Có chích, có xước nè con. Có chích này, có xước này. Cái đây rồi, hả? 200 ký. 200 mấy. Có trát nhỏ gọi là có quẩn nha. Dí nèo. 200 một căn rồi. Cái hàng đây hàng câu nó phải ngon hơn mấy cái hàng kia hết.
Dạ đúng rồi. Cái sữa hàng cào rồi thì nó bị bằng được. Kèo hàng cào hàng lặng rồi nó không bằng hàng đây. Ồ giống tôm hùm với anh. Tôm hùm bà con ơi. Cho em quay phim xíu nha anh. Mấy con hải sản rồi á. Ê thúng trôi. Ôi trầm đá giống cá mú quá trời. Là làm nghề gì anh trai? Ồ nghề lặn được cá mú. Hàng khủng bà con ơi. Mình đi lặn mấy người anh? Hai người á? Đây mình đi từ lúc mấy giờ vô đây? Ồ, còn có múa kìa. Bỏ giọt con trường nha cô. Bỏ giọt con trường nha. Bỏ dưới. Sao mắt nó đục vậy? Dạ, sao vậy? Vậy rồi sao vậy? Thì mắt cái gì sao chịu được? Chết ra. Ở đây sao chịu? Cái gì sao ấy? Dạng 7, dạng 7 cây, 6 cây 8, chua cự. Mú đây tên là mú gì anh trai? Chuột. Mú chuột hả? Ồ, cá mú chuột. Vô, lên trời con. Thôi này bà con. Cho 8 triệu với 3 còn 5 rưỡi. 5 triệu rưỡi nha bà con. Con 2 con. Có muối 5,5 kg. Ồ cái này giống cái hồng đó. Chắc một con à. Hai con chắc nó đi. Sống rồi sống thì không. Giờ mình bắt tay hay là sao? Hay ha. Có người chuyên nghiệp mới bắt được tay ha. Con nữa. Con. Được 4 con hồng sáp. Cái đây gọi là cá hồng đúng không anh trai? À, cái này giống cái gì? Do cái màu á, nó còn sống cái màu nước á, khó cái dạng đó. Cái này cá chim hả? Cá chim. Ô, tôm cá tôm muni đỏ với tôm hùm. Tôm muni này bà con. Rồi trước mình đi biển có con tôm muni như vậy to lắm. Còn màu đỏ. Tôm này giống tôm hùm xanh nè. Này bác xích ra giùm, xích ra giùm hết đi. Chủ đồ áp luôn. Áp trinh nữ, áp mật giang. Bên xịt ra cho người ta đi con. Đây, đó là chú. Hai chú đi biển vô. Dạ, cho con quay mấy người hải sản xíu chú. Dạ. Dạ, đêm nay mình đi vô khá không chú? Ký 2 ký à. Dạ, mật á chú. Dạ, mình đi câu ha. Đi câu. Dạ. Đi một chiếc hai người á chú. Đâu đi thống riêng người. À, có người thống. Mình đi xa mình câu không chú? Đi bằng đó hả? À dạ dạ. Tính ra chồng ở khúc có bệnh này cũng có nhiều hải sản ha. Dạ. Dạ. Thống chèo luôn á chú. Dạ. Dạ thúng máy. Còn những chiếc thúng nhỏ nhỏ vậy để là gọi là vận chuyển. Anh đi câu gì, đi quay YouTube mà câu cá rồi trường xe rồi đúng dạ, không? Dạ đúng rồi đó rồi. Đó, đi coi dạ bữa nay con đi quay những cái làng chài ở em ấy chứ. Bờ.
Dạ. Em còn nhỏ mà. Ủa, em bao nhiêu tuổi? 42 tuổi rồi. Dạ thôi coi kia bằng anh à, em năm nay 38. Còn chú thì bằng chú. Chú hả? Dạ dạ, con năm nay 38 rồi chú. Chú nhỏ nữa. Phải rồi, chú lớn hơn còn nhiều lắm á. Chú bảy mới 70 rồi chú. 70. Chú làm biển luôn á hả? Ừ. Đó. À, đi xem nữa. Mấy con mực ha. Ồ, mình mấy cái chai đây là chai đá hay chai nước hả chú? Chai đá, mình bỏ vô. À. Rồi, đây là một người hả chú? Một người á. Dạ, còn bên đây? Còn chú nhiều hả? Ít. Dạ. Chú hả? Bên xe. Dạ, đây. Bên xe phía Nam. Ký khoảng 320 đến 308 nha bà con. Dạ, đây nha. 20 phút, 20 phút đi. Ừ, đã, trời con mực nó đã ghê. Rồi, cảm ơn chú, cảm ơn anh luôn nha. Chùa biết không ạ? Đây hả? Thường xuyên đi không anh hay là lâu lâu mình mới đi một bữa? Dạ dạ. Chú lên đi đưa đưa con sát phụ lên nha. Chú cứ đưa lên chạy nha, con ở dưới đây con đưa lên cho. Dạ là chú sinh năm 70, năm nay là không, năm 4. Năm 4 rồi hả chú? Ừ, sống 69 tuổi rồi. 69 tuổi rồi. Mà vẫn đam mê nghề biển hả chú? Chú làm năm bao nhiêu năm biển rồi? 20 mấy năm. 20 mấy năm rồi. Biển 20 năm. Dạ, làm nghề câu vậy hay là làm có nghề khác gì nữa không? Chú lên rẫy này. Dạ dạ. Rẫy được đó. Rẫy được câu. Dạ. Câu trở về câu. Dạ. Bán rẫy hết rồi về câu. Dạ. Dạ, họ có làm xe xôi, ít như đồ. Dạ. Đào đồ đó. Bên này làm khá không chú? Dạ. Đi có gì hết à. Dạ. Hôm nay đi ra đây quay luôn anh. Dạ dạ, ủa biết luôn hả? À? Sống dạ, luôn. Dạ. Dạ. Làm mình làm nghề gì đó anh? À, câu mực lá nè. Dạ câu mực lá cho em xem thử nữa. Em có rồi đó. À đây. Này đó. Dạ, bao nhiêu đây chắc được nửa ký rồi anh ha. Ừ, nửa ký. Đây câu bằng con tôm đây nha bà con. À, mình ra mình thả mình dắt hay là sao anh? Để mình đi ghi đó xong bắt đầu mình lấy thúng mình đi dắt. Dạ. Mình đi dắt. À mình chèo mình dắt luôn nè. Chèo mình dắt. Dạ. Dắt chùm 60 con. Dạ dạ. Rồi ngày hai chồng thường có anh lắm á. Dạ dạ, dạ. Rồi cảm ơn anh. Thế thì mình đi Quảng Ngãi thường đi ra vô Vũng Tàu đúng không ấy á? Dạ Vũng Tàu, em ở Vũng Tàu. Dạ. Nói Quảng Ngãi. Dạ Quảng Ngãi là quê. Quê à. Dạ, còn Vũng Tàu là nơi ở. Dạ, định cư đó. Ông biết bây giờ gặp ổng rồi đó. Dạ rồi, cảm ơn. Dạ em cảm ơn luôn. Bây giờ đi đâu? Dạ đi quay làng chài ở chỗ đây rồi quay vòng vòng những cảng chỗ đây. Chuyến này là em đi xuyên miền Trung để quay những làng chài nhỏ. Đi ghe lớn nhiều rồi bây giờ quay những làng chài nhỏ nhỏ từ ở Vũng Tàu ra tới Quảng Ngãi luôn. Đi Lương Sơn luôn. Dạ. Dọc Lương Sơn rồi. Dạ. Dạ dạ, Lương Sơn là cảng Vĩnh Tường đúng không ạ? Vĩnh Lương. Vĩnh Lương, Vĩnh Lương. Dạ dạ. Dạ, Vĩnh Trường là ở kia bái kia. Dạ à. Dạ. Như bữa nay gọi là thắt còn mấy bữa trước chắc không kiếm ăn được nè. Đây gió là không có. Dạ dạ. Mấy bữa không kiếm 500-700 triệu. Dạ. Dạ. Mặt đây cũng có giá trị thì mình chỉ cần kiếm vài ký thôi là có tiền nữa nè. 300 mấy ngàn ký. Dạ, 300 mấy ngàn. Ở đây tính ra là hai làng chài luôn. Kia là làng chài Ba Làng này, còn đây là làng chài Bãi Tiên. Và cách làng chài Bãi Tiên với làng chài Ba Làng là một ngọn núi nho nhỏ, là tay là núi Một, Hòn Một. Còn đây là gọi là núi Cô Tiên, nằm trên đường, cung đường này là đường Nguyễn Cơ Thạch nha. Mình thấy hai lặng có hải sản, có lẽ là nhiều cho nên là cái thúng nó bị đậm luôn bà con, gọi là khẩm thúng luôn. Hai anh hẳn có nhiều nha. Coi chân trời cái không. Né mảnh sò mảnh đồ đem đổ đi trời đất. Lên đủ không rồng. Tạt tạt mạnh ra hoài đổ luôn. Ô cá trời. Hải sâm. Ốc. Cá tào lao.
Vì cá đó, cá tại vì cái tàu lao. Đúng rồi, cá lao á. Cá lao cho bà trong em gọi là người ta kêu cá tàu lao á. Cá lao là cái tàu lao á. Dạ. Trong em là gọi vậy á. Ô cái chiếc thúng nó có nước luôn. Trời ơi. Đây mình lặn một đêm đây anh. Dạ, hai ba đêm mình đi vài ngày ha. Cá đã chưa? Có một bự nữa. Một lá khổng lồ luôn. Cá phèn khồm nè bà con. Thằng râu nè. Rồi tàn là hải sản đã không? Đặt không à? Rồi da dép. Cái nhồng à, lên đi con. Cá sơn à, lên cá tía. Bò ơi. Cá rắp. Tía cắm đầu á. Cá gì à? Cá đây mua mau. Đây cá bò giáp nữa hả? Đó khiêu lên. Cá lao. Cá lao rồi đó kêu kết. Dạ. Nè đồ. Có tiền lẻ chị có cho hai trăm nữa. Dạ qua đây con. Đây có một cua rồi con. To. Ấp bằng tay. Đi lại đây con. Hãy cho bà làm. Ấp bằng tay. Bảy. Bị cá nó lấy vô người. Xịt ra, xịt ra. Cấp không bà con ơi. Cái kém đó. Cái lau này. Lau này nó có hai loại, một lau màu xám xám đây với một lau đỏ thôi nha bà con. Trong ruột đó anh. Dạ. Sống từ trong cái nồi này tạo. Dạ. Nó đang ăn tảo không phải đang ăn lợn. À nó ăn tảo không chứ không phải là ăn cá anh ha. Không, cái này trong cái ruột này luôn. Dạ dạ. Nó trong cái ruột này nó lòi luôn. À. Ồ hay à. Nó sống trong ruột luôn à. À nó gọi là nó ký sinh trong đó luôn ha. Dạ. Hay. Dạ. Ăn con đó trị bệnh luôn anh. Dạ hay dữ vậy. Ôi tính ra con đó là quý á. Rồi để lát thì tôi luộc con nhậu. Không ăn chết đó, nó nhẫn. Chết rồi, chết một cái đọt con nào chết đó. Để lát thì tôi luộc con nhậu. Luộc ăn cho lấy. Cá kiểm nè bà. À, cá kiểm rồi. Cá bò da dép. Rồi 30kg chẳng. Con cá to đó gọi con kiểm đó chị à. Con cá đó ăn ngon lắm. Kiểm hả? Dạ, cá kiểm. Cá kẽm chứ không phải là cá chẽm nha, cá kẽm á. Cá kẽm dạ. Ủa
loại ghê, đúng là lặng lặng vậy á. Đây là rất là nhiều loại con cá màu sắc sặc sỡ luôn. Bây giờ quay đưa lên hình đẹp, đưa đẹp lắm. Dạ, màu sắc sặc sỡ là. Mình đi hai người á. Dạ. Nha. Đây nè, có sơn nè, cá sơn nè, đây cũng là cá sơn luôn nè, giống khác nè, cá sơn đây là cỡ đây thôi, cá đây có thể nó con nó to 2 kg. Đây một dáng nè, rất là nhiều loại. Ốc bàn tay, đây là ốc nữ khổng lồ luôn. Đây là đồ sống à. Ồ, cá hồng sống. Đúng vậy á. 300 cái gì bắt bao nhiêu? Giờ là bắt đầu là tới để hỏi mua nha bà con. Cá đây là nấu chua là ngon nhất. Chua. Nấu nhiều rau là còn đây khả năng hơn 2 kg á, cái coi chừng ở con đây á, nó đâm vô cái là nhức ghê đó. Con đây này. Đó. Chưa mấy 2 kg nè. 9 anh. 9 này. Còn 200 mình lấy đi không? Ở đây thôi. Giá ngon lắm. Đó thật. Bị bự đâu một mẫu. Bị 1 kg đó. Không có, bị 1 kg không có. Đó hả? Vâng. Sao lên tới chỗ làng chài đây con có ý nghĩ gì? Cảm giác sao gái yêu? Trong mặt luôn à. Ấy 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 ấy. Ôi chào bà con, giờ này thì gia đình mình sẽ chạy qua bên Vĩnh Lương nha bà con. Cảng Vĩnh Lương. Thì muốn chạy qua từ mà làng chài Bãi Tiên, chạy qua đây là mình chạy qua đèo. Qua một mẫu đèo qua là đèo Lương Sơn nha bà con. Thì mình đang đứng ở bờ kè cảng Vĩnh Lương nha bà con. Thì cảng Vĩnh Lương nằm kia, còn ở đây là khúc bờ kè. Thì giờ này ngư dân họ cũng đưa hải sản lên bờ bán cũng gần hết rồi. Tại vì mình đi qua đây là tính ra là trễ rồi đó. Dạ, chứ biết con đâu mà. Con quay không biết đâu. Dạ, dạ rồi. Con đâu mà con. Lên dạ. Đây. Dạ, ra mấy bữa rồi để quay làng chài, những làng chài, những bến cảng vô mình đó chú ạ. Cảng cái này quay bên ngon này. Dạ, dạ. Ông thêm con mày ăn thôi. Dạ, dạ rồi, cảm ơn. Để cho con quay mấy con cá nha. Đây là con cá mai đúng không? Mai là mai. Dạ, cá mai. Cái bữa nào tôi nói con đi. Đó, đẹp. Gọi nha. Cái thật cẩm, cẩm nha. Chưa liệt nè. Cá đây mình cũng ăn hay là mình cho cá. Cái luôn nè. Cái lông sơn đi. Cái lông sơn tuy là nó nhã nhưng mà nó chất lượng nha. Dạ dạ. Có qua vô không? Dạ có. Cuộc sống ngư dân mà. Dạ dạ. Là cô là chủ ghe hay là sao con? Cô là chủ ghe hay là cô là mua cá? Chủ gì cô bé? Dạ. Nếu bữa nay là
chú ở nhà làm khá không con? Trúng được. Cũng được. Ai biết rồi làm gì đó giờ 4 năm trăm đó con. Dạ mình đi làm nghề trong bờ gần bờ ha. Dạ cá này là cá đối không? Cá lá khác còn cá đối khác hả? Ủa con cá lá với cá đối là hình dạng cá đối nó dài hơn, còn cá lá nó tròn tròn hơn ha. Cá này béo hơn hả con? Cá này béo hơn hả? Dạ dạ. Cái lớn này nay mình đã nhọn nó xanh hơn. Dạ dạ chào. Ông cái ngày mới quay chứ. Sâu quá mà. Ngư dân mà đâu cần sẽ sao? Dạ dạ dạ. Dạ dạ rồi 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 rồi. Ô bà con ở đây á đông vui quá. Rồi à, con cá bơi rồi con vào đó mà. Rồi bây giờ mình sẽ xuống ngay bờ kè đây để cùng tìm hiểu cuộc sống của ngư dân như thế nào luôn nha. Mình đi lưới cá mài á chú. Dạ. Bữa nay mình làm khá không? Đây là mình vũ rồi mình bán rồi bây giờ mình gỡ ra chú. Dạ dạ. Là mình đi mấy giờ rồi bây giờ mình vô đây chú. Bây giờ. Dạ. Đây, bây giờ mình vũ ra. Lưới mình đây chắc dạo đứng chắc khoảng 2 sải à chú à. Ở đây thì những chiếc ghe nhỏ nhỏ đậu khá nhiều. Nhưng ở phía cảng kia thì mình thấy ghe to à, đa số là ghe giá cào là nhiều. Dạ dạ. Dạ, vậy là mình ở ngoài ghe mình cứ kéo lên thôi. Còn có bao nhiêu là vô bờ mình mới gỡ ra ha. Dạ, như con cá mai đây ở chỗ mình đây mình bán là giá bao nhiêu một ký chú? Tùy theo cái chợ. Dạ. Có nhiều kiểu 50 có. Dạ. Dạ, như bữa nay là được 60 không chú? Dạ, à, sóng gió là gọi là làm nó khó hơn cho nên là ít người đi ha. Dạ. Những tàu lớn rồi nó đi không được ha. Dạ. Rồi mình làm như vậy là cuộc sống có gọi là cũng kiếm ăn được không chú? Cũng gì có bữa kiếm triệu có bữa kiếm triệu mấy rồi 5-8 cũng có. Dạ 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 dạ. 200 cũng sống được ngày được. Dạ dạ vậy cũng mừng. Chú cho con ghi hình xíu nha chú. Ôi, à, chú luôn đợi, dạ chú dạ mẹ luôn ơi. Dạ hả chú biết con luôn hả? Biết. Rồi chú cháu mình kéo lên luôn nè. Đâu. Phát mạng luôn chứ. Dạ dạ rồi cảm ơn chú. Ủa sao ở trong cái thúng mình nó lại có nước chú? Thúng nước bị thúng nước rồi giờ. À cái thúng nó bị hở phải không chú? À. Mình phải lấy dầu rái mình rét lên cho nó đỡ ha chú ha. Bắt ba tiếng rồi chứ. Dạ à, vậy là chú cũng biết con luôn hả? Mừng quá. Thay biển biết rồi chứ. Dạ 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 con là làm chuyên về biển chú à. Ồ ngày nay ở đêm nay là mình được bao nhiêu đây hay là còn nữa không? Em mới đi vô lần một à con rồi đó. Dạ là còn khoảng cỡ vài cái rồi như vậy nữa không chú? Dạ vậy á. Dạ một cái như vậy khoảng bao nhiêu ký chú? 1 ký à. Dạ dạ dạ. Mình đi có xa bờ không chú? Gần. Dạ cũng ra khúc ngoài này ha. Tại vì ở chỗ đây là cái vịnh á. Tính ra vịnh ở trong này nhiều nghề mà. Mà tính ra hải sản cũng phong phú rồi chú à. Lắm. Dạ. Dạ con đi là cũng như là gần như hết cái vịnh đây rồi á. Chỗ nào người ta cũng làm nghề hết nghề này tới nghề kia mà. Tính ra một cái vịnh nhỏ nhỏ đây mà. Mà cũng nuôi sống rất là nhiều gia đình. Ủa mình đi một người thôi á chú? À. Mình đi một người hay là hai người chú? Một người thôi. Dạ. Cho con ghi hình xíu nha cháu, cuộc sống ngư dân ha. À. Dạ cho con quay phim cuộc sống dân biển mình chứ ha. À. Dạ nghề mình là nghề lưới cá liệt ha đó, chú. À, lưới ké liệt cá trăm rồi đủ thứ à. Dạ lưới tôm ha. Lưới ké chưa? Dạ lưới cá. Ồ cá liệt. Cá đẹp ghê ha. Dạ. Đi ra con xuồng. Ủa chú để xuồng đó không sợ trôi nè. Được không? Được. Để con phụ khi cho. Dạ, dạ. Đi quay hả? Dạ. Quay cái tích cho vui hết vậy? Dạ, con làm việc luôn mà cô à. Con làm YouTube luôn à. À. Dạ, luôn bốn mình luôn mình nó quay nhiều cái cảng rồi nè con hả? Dạ dạ dạ, thì bữa nay con cũng có cơ hội được ra đây á. À.
xì lớn của ai mượn ấy. Đây mình có lựa ra hay là mình để xô luôn. Mình bét xô. Ồ, ở dưới cá to rồi. Cá rửa. Cá lò. Cá đây quầy mình gọi là cá lò không con? À, cá lò, cá... Cá đây là cá hông này, cá hông, cá căng này. Cá căng. Dạ. Cá như cá như vậy mình bán là khoảng bao nhiêu tiền một ký cô? 5-60 à. Dạ. Cá tươi đi trong này đi. Cá ở khúc này là ăn rất là ngon này, rất là béo. Còn sống luôn mà. Còn sống luôn á. Con lửa đủ nóng. Hiện tại thì mình đang đi trong cảng Vĩnh Lương. Thì giờ này vẫn còn ghe bốc hải sản lên, chủ yếu là nghề giá cao. Chú cho con hỏi con cá đây rồi, con cá gì chú? Rô phi. Cá rô phi biển hả chú à? Dạ dạ, cảm ơn. Đây, đã, anh em đang bốc cá lên. Những chiếc ghe lớn như vậy á thì đa số là đi dài ngày xa bờ hết nha bà con. Cái đây là cho tôm, cho ké, ăn cho ốc, ăn cho con heo. Heo bữa nay đâu ăn, cứ đi. Đây. Đây mình lựa cái tôm đây ra mình về mình ăn ha. Những ý con về nấu canh ăn. Dạ. Ở đây là cá đây loại này là khoảng bao nhiêu một ký cơ? Đây hả? Dạ. 15-20 ngàn một ký, tính về giá cũng cao quá bà con. Chứ chỗ mình mà cá lộn xộn thì chỗ mình cá như vậy thì nó xấu hơn. Như chị vậy là 150 nè. Dạ. 150 là 6 ngàn ký á. 150 6 ngàn xịa vậy này. Dạ. Ừ. Đây là bà con, thì hồi nãy giờ thì mình cũng ngại quá không dám quay. Bây giờ được sự gợi ý của mấy cô mấy chị thì bây giờ mình cũng xin phép là review những hàng quán gần bờ kè nha bà con. Được gần cả Vĩnh Lương. Dạ, review được miễn phí nha không chị? Đùa cho thôi chứ chị cho em chén để đó. Đây vợ con hồi nãy ăn rồi thì bây giờ mình mới ăn cho bà con. Bún đầy rất là ngon nha, chả cá Nha Trang đúng không con? Dạ, Nha Trang.
chỗ mình là thôn gì cô? Cô có thể dạ. Quanh Lăng Be. Quanh Lăng Be. Phạm Văn Đồng không? Phạm Văn Đồng, Quanh Lăng Be. Đường Phạm Văn Đồng hả? Xã Quanh Lương. Thôn Văn Ba hả cô? Thôn Quanh Lăng Be, xã Quanh Lương. À, xã Vĩnh Lương. Thành phố Nha Trang. Thành phố Nha Trang á, thuộc thành phố Nha Trang luôn. Thuộc thành phố Nha Trang. Dạ dạ, tỉnh Khánh Hòa. Tỉnh Khánh Hòa. Dạ, vậy là bên này vẫn còn thành phố Nha Trang, gọi là có đầu cuối á, không? Đầu cuối phía ngoài á. Đây, là chị bán đậu hũ. Đậu hũ đây gọi là đậu hũ gì chị? Đậu hũ quán em có bán đậu nành không rượu, đậu hũ nóng, đậu hũ trăm châu gốc dừa. Sao giống cái tóc rồi đợi, quán em có bán cà phê đen rồi cà phê đá đó. Em có hai loại không má? Quán em có bán đậu nành, cơm rượu, đậu hũ nóng, đậu hũ trăm châu. Chứ không có bán rau mấy đậu xanh nha. Bán ly khoảng bao nhiêu chị? Trung bình là bao nhiêu? Trung bình 5 kê. Dạ. Ai muốn ăn bao nhiêu ăn? Đây, em muốn luôn 5 kê nha. Rồi, còn ai muốn ăn 10 ca thì ăn. Vậy em ly siêu bự. Bé gần hết rồi. À. Đây. Chuẩn bị siêu khủng. 5 kê. 5 ca. Số qua đây dân một phèn á mà hết rồi cho phải còn sống qua. Dạ dạ. Giờ này thì cũng hơi trễ rồi bà con ạ. À. Bởi là chỗ đây đang gọi là bờ kè Vĩnh Lương đúng không? Đó, cảng Vĩnh Lương là xe tới xíu, còn đây là bờ kè Vĩnh Lương. 6 kè 1 chai. À. Chùm lưới ở chỗ đi, chùm lưới. Dạ, chùm lưới, chùm lưới. Hồ nước dễ. À, có món đậu hũ nữa bà con ạ. À. Đậu hũ chân châu. Đậu hũ chân châu, còn đây là gọi là nước đậu nành. Nhưng mà cùng làm ra cùng một loại hạt đúng không? Hạt đậu nành. Mà nghe kêu nó muốn làm ra cái đậu hũ mà đậu hũ cọc quá là người ta phải bỏ cái gì vô nữa không cô? Thạch gì đúng không? Không, không phải thạch. Chứ bỏ gì cao gì đó. Cái người nào nấu keo còn nấu cá bí huyết con nấu không? À. Rồi người ta ép đó. Ép keo cũng làm được. Mà đều làm mà khổ à. Anh nói đậu hũ miếng. Đậu hũ miếng đó. Đó, người ta phải ép. 5.000 đậu hũ. Mấy đứa có muốn lại nhành không? Hai đứa lên tôi coi nha. Cây cuộc sống dân biển. Cuộc sống dân biển à. Dân biển không biết gì đâu. Bắt chiếc tốt lên dân biển. Dân biển nha. Như riêng đúng không? Ông lấy ổng dân biển à. Ông cũng dân biển mà ông biết. Tốt, bây giờ tốt. Mấy lần này mua dây tốt. Còn hai đứa này đâu. Cái lưới này ai tốt con cái lưới em này hả? Cà lưới à. Bán đẹp và có cá luôn. Bán chỗ này có cá luôn. Chị làm nghề này là khoảng mấy năm rồi chị? Dạ em là phụ mẹ đây. À. Có 19 năm á. 19 năm. Dạ bữa nay là cô đang truyền ngôi lại đúng không? Đó cô ngồi một bên để chị ngồi trên giữa đó. Truyền ngôi lại. Nè giờ em muốn cho anh nè. Nhớ mốc bình thường thôi nha, đừng có kêu quay phim mà mốc nó gọi là nó ấy ấy quá rồi khán giả chừng tới ăn không đúng là chửi tôi chết luôn á. Bạn bỏ cuộc sống trong biển. Trong biển hả? Bữa rồi đang bơi coi. Không, đậu mày nó bóng hơn cái mặt của em luôn á. Chị đi làm reviewer được ạ. Cái gì tóc lên nó tóc không ạ? Nè, đây là hè Trân Châu, ở nhà làm nha. Không phải là Trân Châu như trà sữa đâu, ở nhà làm. Đó, rồi thêm nước dừa. Nước cốt dừa, nguyên chất không phải nước nha. Đó. À, mà gieo dân quen chưa? Chưa. Hút hai ly rồi. Dân quen. Ồ, hấp dẫn quá. Anh ăn ngọt á? À? Đẹp quá. À, cũng dừa dừa hả chị? Em dừa dừa là anh chan thêm nha. Rồi. Đó. Rồi. 10 ca một chén rồi. Thôi. 10 ca một chén nha. Con đậu hũ không bình thường là 5 ca. Rồi mời bà con luôn nha. Tải xuống rồi nè bé. Béo béo. Nước cốt dừa và cái đây có cái hạt gọi là hạt trân châu. Có chai rồi không? Hạt trân châu ăn dai 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 nha bà con. Trân châu nhà làm nha. Dạ. Chị ăn không chị? Chị phải lấy tiền là hồi nãy bao nhiêu chén rồi? Là ly nước là bao nhiêu?
chị không lấy đâu. Rồi đưa chị 20 đó. Rồi ok. Ê, à, không chị cái, không có tiền đây chị phải cầm. Không thiệt á, không em nói thiệt. Không có đây là đúng chứ nếu mà chị mà không lấy tiền á là sao là khán giả kêu em review cho chị là không có được đâu. Dư tiền. Không thì không giải chứ người ta đón. Anh có lấy đúng không? Dư tiền. Dư tiền. Dư tiền là sao? Dư tiền. Dư tiền. Rồi em lấy mưu kê, dư không phải là ấy đâu. Rồi rồi rồi, cảm ơn chị. Hôm nay thì sẵn gia đình mình ra đây cùng tham quan luôn. Tiếp sức, tiếp động lực cho mình nha bà con. Đây. Gái nhớ bố không mà ra đây. Nhớ bố khóc mà ra đây hả? Rồi bây giờ lại mua vé. Hiện tại thì mình đang ở Hòn Chồng. Mỗi người thẻ mình cho để còn máy đi qua thôi. Dạ. Mình đi chợ đi thẻ à. Tao đưa thẻ cho ba. Phía nào? Rồi cho thẻ vào phê đi con. Cho phía nào anh? Phía nào cũng được, cứ cho thẳng. Rồi ok. Ok đi đó. Rồi đây. Rồi ok. Đúng là lúa lên thành phố vậy á. Lúa lên thành phố chẳng biết đường vô. Cứ tưởng đây cổng cỡ cổng chính. Bây giờ mình đi ra Hòn Chồng trước ơi. Xuống đây mà con gái kêu đi câu cá. Mà trong khi mình đang đi câu đá mà nó đi câu cá. Em đi câu quán cà phê. Rất là đẹp. Ok. Dạ dạ đúng rồi. Ăn. Chờ nha. Đó cá ra lên. Đó con cá kìa. Đó ba con á, ba con cá. Cá bự. Cá không muốn phát thì không phải cái giả mà. Không muốn phát thì. Bà đang ngồi ngồi gì? Cỏ nó dò. Không có gì ngoài đá bà con à. Đó, làng chài bãi tiên ngay ở góc đó. Cuối cuối rìa trung tâm thành phố. Đây đi em ơi. Ở chỗ này mình thấy có một cục đá rất là nguy hiểm bà con à. Để rớt xuống mà đi ngang qua rớt xuống rồi chật nhát luôn chứ sống gì nổi. Đi qua lẹ với ai biết được khi nào mà mình bị xui xẻo. Cái đây canh đêm người ta dắt cái dây điện ra để người ta thắp sáng cho nó đẹp. Rồi đến rồi bà con ơi, chinh phục được Hòn Chồng dễ dàng. Tìm tới bàn chân hay là bàn tay gì đây? Đây thì gọi là Hòn Chồng, nhưng mà ở đây cũng có gọi là Hòn Vợ nữa đó bà con. Đó, Hòn Vợ nằm kia. Đó, có mấy cục đá, bốn cục đá, hai cục nó chồng lên hai cục kia. Đó. Thì sự tích kể rằng thì mình cũng đọc trên báo thôi. Thì kêu cái ông cụ khổng lồ ông ngồi câu cá, cá ăn kéo ông đi rồi ông đấm tay vô đá rồi nó hiện lên. À, cũng có một sự tích nữa nó rơi xuống trơn. Đó là cặp vợ chồng bị sóng cuốn á, trên thuyền nó đổ nó cuốn rồi người chồng thì một tay giữ đá và một tay cứu vợ nhưng mà cuối cùng cứu không được. Thì đây gọi là sự tích thôi nha bà con. Chứ thật sự đây đúng là tạo hóa là tạo lên những cái hòn này á, nó có cái hình dáng á, thật sự là nó rất là trùng hợp và rất là bắt mắt. Ra đây là bà con chỉ có chụp ảnh thôi bà con à. Chứ không có làm gì hết chứ. Thì cũng giống như mũi cây gà thôi. Ra và tham quan rồi chụp ảnh thôi à. Rồi đổ mồ hôi thôi. Nhưng phải công nhận rằng biển Nha Trang rất là đẹp nha bà con. Và rất là sạch. Sạch của cô chứ sạch luôn á. Và rất là trong nữa.
nước trong thanh luôn à. Đây mà ai mà xuống biển tắm chắc không mua lên đâu. Nước trong xanh á, nó cảm giác rất là mát mẻ và rất là đẹp nữa. Linh đi đi ra dạo thấy vui không Linh? Có gì vui không? Đố Linh con cá đây gọi là cá gì? Cá hề. Ồ, Linh giỏi dữ ta. Biết cá hề luôn. Con tôm tích này có sừng. Đây là con tôm tích voi sỉ nha bà con. Cái cú búng của nó là người ta gọi là nghiên cứu là một trong những là cú búng là mạnh nhất á. Cái lực búng của nó mình bị nó búng cho mấy lần rồi. Lủng tay luôn á. Tôm tích võ sĩ. Cái loài này thì nó ở vùng nước hơi sâu sâu ở ngoài khơi và nó nằm trên sỏi. Chuyến câu cá Trường Sa thì mình cũng đó ăn cái con tôm đây rồi. Ăn rất là ngon, cái thịt của nó thì nó hơi nhẵn nhẵn chứ nó không có ngọt. Không có ngọt thanh. Ăn nó hơi vị hơi nhẵn mà nó nhẵn gọi là hơi đắng á, nhưng mà ăn ngon lắm. Thịt nhiều. Đang đi chơi nhưng mà có bác ngư dân đang đánh cá thì cũng tranh thủ bà con à. Tranh thủ hỏi thử bác ngư dân đi đánh ở chỗ bãi rạn có cá không? Có cá không anh ơi? Anh làm nghề đây gọi là làm chơi thôi hay là anh làm chuyên nghiệp kiếm tiền luôn? Dạ dạ nhưng mà ý là em hỏi anh có cái nghề khác không? Hay là nghề đây nghề chính? Nghề khác. Dạ nghề khác. Dạ. À, cứ bữa nào thích thích là đem lưới ra giăng với ha. Dạ. Nhà anh cũng ở thành phố Nha Trang đây luôn hả? Đúng rồi. Dạ. Chào em. Ông một á. À chơi gần bãi làng chài Cô Tiên hả? Đúng rồi. Dạ. Cô Tiên là núi Cô Tiên. Dạ dạ. Còn bãi là rồi cho em xách lên em coi thử nha. Rồi. Đây bà con ơi. Ồ có cá rìa. Cá nâu. Cá rìa, cá nâu rồi mấy con cá đẹp đẹp nữa. Tối qua không thấy. Đó, mấy con cá đẹp này. Đó, cá rìa nữa bà con. Cá rìa gọi là cá giò á. Cá giò, cá kình á. Đây, nó lội gai ra nè. Đó, rồi cá nâu nữa. Rồi. Cảm ơn anh luôn. Bao nhiêu đây vô bán rồi kiếm được bao nhiêu anh? Nhiều, ít nấu ăn. Dạ, đây là ít à anh à? À, ít à. Nhiều bán. Dạ, có bữa nào có đầy, có vợ đây không? Có. Dạ. Nhiều lúc có gặp cá đám nữa. Tháng mùa là uống vét lại vợ. Là tháng mùa là tháng nào? Xong, tháng 3 tháng 4 rồi. Tháng 3 tháng 4 chứ mùa Bắc là có không anh? Mùa Bắc có chứ mà nó gió uống cá lướt. À, với mình ra mình làm nó cũng cực phải không? Đúng rồi. Gió rồi nó bổ. Cá lướt. Dạ. Rồi. Tháp Thiên Y Thánh Mẫu. Thôi em hay mua vé đâu anh? Quay ra. Đúc ra chiều nào chiều nào cũng được. Chiều nào cũng được. Rồi tới đây. Ok. Rồi. Tháp Bà Bô Naga. Rất là hùng vĩ bà con ơi. Đẹp quá bên ha. Sáng nay cũng tâm tự với bà con là sở dĩ là mình đón gia đình mình ra đây thật sự là hồi giờ á, từ lúc cưới tới bữa nay cũng như sinh hai đứa con mà chưa bao giờ vợ chồng đi du lịch là thứ là như thế nào đâu bà con, không biết du lịch là thứ gì luôn hết. Bây giờ sẵn mình đi làm và mình ghé ngang qua Nha Trang để quay làng chài cho bà con xem thì sẵn đây thì cũng gọi là ăn ké cái chuyến hành trình này. Thì mời rủ ba mẹ con ra đây để cũng cùng tham gia chuyến hành trình với mình luôn. Thì sau khi thăm thác bà rồi đi vài địa điểm thì chắc tối nay là tiễn mẹ con về trong Vũng Tàu lại. Đây là tháp ông con Bùa đi Naga, ba là vị lên mỗi xíu mỗi chân ngồi. Cười rồi ha. Cười dạ. Cười dạ. Cười dạ. Cười dạ. Cười dạ. Đây tháp đây là lịch sử của người Chăm Ba để lại nha bà con. Là một di tích rất là nổi tiếng. Ở Phan Thiết cũng có tháp. Và Ninh Thuận cũng có luôn. Nhưng mà ở đây là thật sự là một trong những tháp
hùng vĩ nhất. Có nhiều, có nhiều cái tháp nhỏ nữa. Thì ở trong đó thì có quy định thì không có được chụp ảnh quay phim. Thì hồi nãy mình cũng có vô thăm thì có mẹ. Thì Bonaga dịch ra tiếng Việt là có nghĩa là mẹ nha bà con. Tên đầy đủ của tháp này là Bo Inu Naga, hay còn gọi là Boa Naga. Ngày xây dựng những tháp này là giữa thế kỷ 10 đến thế kỷ 13. Xin tiết lộ cho bà con nào mà chưa biết và chưa tới những cái ngọn tháp như thế này, thì những ngọn tháp như thế này được xây bằng gạch nha bà con. Đó. Và những viên gạch này là những viên gạch rất là đặc biệt ở chỗ đây. Hơi sức mẻ một chút xíu đây, đây là do tác động của môi trường rất là lớn, sự gió bão hay là mưa rồi này kia. Đó, nó sát vào từng ngày mà cuối cùng nó vẫn còn nguyên sinh như vậy. Rất là hay luôn bà con. Ở còn ở chính giữa đây được tạc bằng đá nha bà con. Đó, khúc vô đây là bằng đá này. Mình đang đứng ở trên sảnh tháp bên này thì nhìn xuống thì mình thấy có rất nhiều trụ, 2, 4, 5. Thấy tất cả 10 trụ bự nha bà con, 10 trụ lớn, 2, 4, 6, 12 trụ nhỏ. 12 trụ nhỏ. Mình thì đang ở trong viện Hải Dương Học ở Nha Trang nha bà con. Ở đây là một trong những loài sở hữu những loài động vật quý hiếm ở dưới biển, chẳng hạn như cá cá ong này, cá voi này. Đó. Thương thiệt á chứ, người ta tới chơi giờ lại á. Nó khổng lồ luôn á. Ôi hả? Có tầm khổng lồ 5834. Đây là gọi là sát luôn á, sát ướp luôn á. Cái này gọi là sát ướp luôn ha. Cái giống mỏ nhọn này. Cái giống á. Cái giống vậy là nhỏ thôi chứ người ta đánh mấy tạ rồi. Con đây chắc to lắm cỡ. Đi ba qua bên kia kìa ba. Qua bên kia. Nó qua đi trước nè. Đi đi vậy gặp cái mập nó lò nó hết hồn. Ủa có gì trong đó vậy, cái thuyền hả? Người ta giả thành chiếc xác tàu chào chìm rồi đó, vậy đó. Xác ghe chìm. Căn thẳng tư cha. Đây là xác ướp cá đuối. Đây người ta bỏ vô chắc đây giống quá chắc ở trong đây rồi. Không có phân hủy luôn à. San hô cứng dạng phiểu. Còn cây đây là cây san hô sừng gai. Hàm cá mập. Có mập gì mà hàm ghê vậy. Ồ đây có một cá bò da nữa bà coi. Cũng cá bò rồi. Bò gì, bò đá đây. Đá cá muối bị rớt mắt rồi ba ơi. Rớt mắt rồi. Rớt mắt đậu, còn mắt là gì đó đậu. Có cái hòn đi. Cái sạch ướp của nó. Anh có hề nè. Đẹp ghê, nước ở trong xanh quá. Người ta bỏ cái sạn cái đá rồi nè, làm nước cho nó lọc xanh. Xanh trong. Sắc ướp của cá mập. Cá này cá gì ra vậy? Cá thu sông. Cá thu sông. Đây đây đây. Bông đá. Có ngừ vây ngập dài. Chạy quay san hô chưa ba? Dạ. Dạ.
Ồ, cá khổng lồ, cá tai tượng á. Tai tượng khổng lồ luôn vậy. Giờ ai bỏ cục trần ra. Đây con cá nó chiêu vậy luôn này. Ồ, bò. Tai tượng. Còn cá cá nâu rồi bà con đây. Cá nâu. Vô đây 40 ngàn một vé người lớn nha bà con. Nhưng mà coi rất là xứng đáng nha. Xứng đáng với đồng tiền bỏ ra nha. Ở đây người ta làm có hình hình công cho nên mình đi cảm giác có uống được ha. Cá nào ở đây. Cá đẹp chưa? Ôi, mấy cái rong đẹp quá ơi. Đây. Cá giống ba thi quá. Chạm mới chạy đi ra nữa hả? Đi đâu có điều ra phải không? Ừ. Má anh thợ lặn vô để chà rửa nha. Chà rửa và dọn dẹp. Con cá ấy nè, cá chiểm. Sao con lên cho vui nha, có cá đẹp không? Con cá giao thái à. Lên lên con cá giao thái nè con. Ê, lại con cá giao thái nè. Rồi con coi cá giao thái được rồi. Thấy nó giống với giao thái không? Hay. Cái nào quá. Sao nó bơi kỳ vậy? Ừ, cá giao thái á. Nè qua đây. Bơi chột chột cái đầu xuống. Ở đây là cá khoang cổ đỏ. Đây còn một quỷ nè. Quỷ nè. Cá đá người. Còn đây mà nó chăm một cái thôi là có chết người. Ủa giống cá đá hả? Có một quỷ. Đây là cá trình sọc vàng nha bà con. Có con cua con nấm nữa rồi con. Và con sa biển nha. Rồi phía này là tảo và con cá sơn đá nha bà con. Sơn đá vàng với sơn đá sọc. Cá tảo đẹp ghê. Cá gì vậy? Cá mau tiên hả? Nhưng mà dân biển gọi là cá hoàng tử, cá công chúa. Giống như con chú á, sắc đẹp lộng lẫy á. Rồi. Ở bãi biển đây rất là sạch. Và nước biển rất là trong xanh. Nước trong không Bình? Trong ghê không? Đó, trong mà thấy thấy rõ dưới chân luôn á. Con nhỡ, con nhỡ là 20 hay sao á, áo phao 30. Còn còn mấy bác sĩ là 50. Một con cho hai đứa chơi thôi. Thì ở Vũng Tàu cũng có biển, nhưng mà ra đây thấy nước trong xanh quá thôi để cho anh tắm luôn. Nước giờ này thì đang chảy ra nha bà con. Thì bà con biết tại sao là mình biết nước chảy ra không? Mình chỉ cần nhìn là dòng người họ tắm là họ di chuyển là mình biết liền. Tại vì á, khi mà giả sử là mình đang tắm ở đây đi,
mà mình bị dạt về phía tay trái, có nghĩa là dạt về hướng Lây, hướng Bắc, có nghĩa là nước nó chảy ra, mà dạt về phía tay phải, dạt về hướng Nam là nước nó chảy vô. Đó, có hướng dạy của nó là như vậy đó. Đây là hành trình đi tới nhà, đây là nhà gì bên hồi nãy kêu nhà bên gì, bên con không? Đây, bước quá. Đây đúng rồi, gia đình lúa thì lên thành thị đây. Nãy giờ là em thắc mắc ở chỗ này, nó không có tay cầm làm sao mà rút ra, cuối cùng là bỏ đi, bây giờ quay lại, cuối cùng là lấy cái tay chột ra đó. Đó, đâu cần cái tay cầm đâu, đâu cần tay cầm giống vậy đâu. Ok, rồi cứ ngắt. Rồi bây giờ dẫn gia đình vô làm món lẩu, lẩu đây là gọi lẩu gì cậu? Hồi giờ chưa bao giờ ăn đâu bà con ạ. Đúng là lúa lên thành thị, bữa nay làm thử món hơi như thế nào nha. Nè thử cái bên, ngon không? Chín chưa ba? Bây giờ gia đình mình sẽ mời bà con cùng thưởng thức món lẩu với bà luôn. Lẩu gì, gọi lẩu gì không biết, cứ vô ăn đại à. Rồi chín rồi á, ăn thấy ngon không? Hồi giờ bên ăn món này chưa? Chưa. Thật sự là nhỏ lớn cả gia đình mình bây giờ ăn món này gọi là thấy nó hấp dẫn nhất luôn á. Quay thánh hả? Nấm nha. Ngon. Ngon hả? Ngon á. Cũng được á, ngon. Đây bà con mực đây để thử mình ăn có ngon hay không nha. Mực tươi vừa nhỏ là con tươi ngon, dọc địa là nước chấm đó bà con, rất là ngon. Tội nghiệp con gái nó bị đau bụng, bây giờ nó không ăn được gì hết, nó ăn mấy cọng mì vậy. Đánh giá món ăn này mấy điểm bình? Ngon em. Ngon. Hồi giờ ăn ngon như vậy chưa? Ngon em. Ngon. Số 1. Con cái chưa? Giờ này gần 10 giờ thì mẹ con chuẩn bị đốn xe vô Phước Tỉnh Vũng Tàu lại bà con ạ. Đang chuẩn bị vô mà Linh nằm ngủ. Linh ơi, dạy quay phim này con. Chào quý vị khán giả đây. Say.